Việt Nam đang làm những gì ở Trường Sa để đối phó lại Trung Quốc và phản ứng của dân mạng quốc tế? Các bạn thân mến, và đây cũng là tiêu đề của video người Philippines đang đưa ra để bàn luận. Họ nói rằng Việt Nam tăng cường phòng thủ trên quần đảo Trường Sa chính là để gửi thông điệp tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bắt đầu từ năm 2014, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng của quốc tế đối với các hoạt động nạo vét trái phép của họ ở Trường Sa. Trung Quốc đã có kế hoạch phát triển hơn nữa sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực, để bẻ gãy được âm mưu xâm chiếm dần dần của Bắc Kinh đối với hàng loạt các đảo đá ngầm ở Biển Đông. Việt Nam đã tiến hành cải thiện các cơ sở phòng thủ của mình ở quần đảo Trường Sa với quy mô lớn và tiến hành các cuộc tập trận hải quân. Gần đó, Việt Nam đang gửi tín hiệu tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau một cuộc đụng độ vũ trang giữa hai nước, nếu xảy ra thì Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ lâu đã củng cố các đảo nhân tạo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, và các đảo này được chỉ định là một cột mốc trên biển trước khi Bắc Kinh ra lệnh cho các kỹ sư quân sự nâng chúng lên trên mực nước Biển Đông thông qua hoạt động cải tạo. Hải quân Việt Nam đã tiến hành diễn tập sẵn sàng chiến đấu với khinh hạm Quang Trung 1.500 tấn tại vùng biển Trường Sa vào đầu tháng 4 năm 2021. Trực thăng chống ngầm K-28 cũng tham gia cuộc tập trận với tàu Quang Trung, được trang bị tên lửa chống hạm và phòng không. Các công sự được cải thiện của Hà Nội ở chuỗi đảo trên Biển Đông trong những tháng gần đây bao gồm các cơ sở phòng thủ ven biển, bệ bê tông, bong ke, tàu nhà hành chính và những gì dường như là một tòa tháp lớn để liên lạc hoặc tình báo tín hiệu. Những thay đổi bao gồm việc xây dựng một số cơ sở phòng thủ ven biển, tòa nhà hành chính, nền tảng bê tông và bong ke, và một cấu trúc tháp lớn có lẽ dành cho tín hiệu liên lạc tình báo. Tại Đà Tây trong 2 năm qua, các bổ sung tương tự đã xuất hiện ở các phần khác. Do Việt Nam kiểm soát ở Trường Sa, Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất tuyên bố có đủ bằng chứng và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với Trường Sa, phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Giám đốc Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á, ngài Gem Poling nói rằng sự hiện diện của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa có trước sự hiện diện của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong nhiều năm, và các cộng sự được xây dựng trên các đảo tự nhiên và các vùng đất khai hoang đã kéo dài từ hàng thập kỷ. Mặc dù các cộng sự của Trung Quốc lớn hơn nhưng chúng nằm trên các bãi đá ngầm và dạng san hô, sau đó được cải tạo để hình thành các đặc điểm của một đảo nhân tạo. Ngài Poling cho biết Việt Nam chủ yếu tập trung vào việc làm cho các đảo của mình kiên cường và khả thi hơn, đồng thời đảm bảo rằng Việt Nam có thể khiến Trung Quốc chảy máu mũi nếu động chạm đến các hòn đảo của họ. Duy trì các cơ sở của họ là chìa khóa. Vì vậy, các cảng sâu và kênh dẫn tàu thuyền sâu đã được bổ sung cho các tàu lớn hơn, cùng với các sân bay trực thăng trên tất cả các đảo để chúng có thể được tiếp tế bằng đường hàng không, nhằm ngăn chặn việc Trung Quốc bao vây họ trong xung đột. Việt Nam cũng đã xây dựng 4 nhà chiều máy bay trên đảo Trường Sa và mở rộng đường băng cho các máy bay lớn hơn. Vì vậy, các cuộc tập trận hải quân và công sự ở Hà Nội báo hiệu cho Bắc Kinh rằng Việt Nam sẵn sàng bảo vệ các ưu sách của mình. Điều nguy hiểm là chúng ta không thực sự biết nó được tiếp nhận như thế nào. Bắc Kinh đã im lặng trước các tín hiệu được gửi đi bởi các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Và hết lần này đến lần khác, Trung Quốc thực hiện một mức độ ép buộc và gây hấn ở Biển Đông nhằm trợ giúp cho chiến lược rộng lớn hơn của họ và gia tăng ngầm ảnh hưởng trong khu vực. Bất chấp sự gây hấn và nhiều lần có ý định đánh úp, chiếm đảo của Việt Nam, nhưng đến nay họ vẫn đang ở đó và giữ vững những điểm đảo mà họ đang đồn trú. Ở đây không có chỗ cho sự tự mãn, bởi vì sự tự mãn và lơ là mất cảnh giác đã khiến Philippines đánh mất bãi cạn Scarborough. Việt Nam sẽ phải chiến đấu với Trung Quốc một lần nữa nếu điều đó xảy ra vào tháng 8 năm 2017. Bắc Kinh từng đe dọa sẽ tấn công lực lượng Việt Nam trong vùng biển tranh chấp trừ khi Hà Nội yêu cầu công ty năng lượng Tây Ban Nha Repsol từ bỏ công việc của họ trên một lô dầu khí ngoài khơi của Việt Nam. Cuối cùng, Ribos đã bỏ cuộc, nhưng rõ ràng Việt Nam không muốn tỏ ra yếu thế trước Trung Quốc. Vì vậy, Việt Nam đã một nước cờ đầy thông minh khi liên minh với các tập đoàn dầu khí của Nga, một đối tác uy tín và quan trọng là họ không sợ Trung Quốc. Và tất nhiên, Trung Quốc cũng không thể gây áp lực lên nhà nước Nga để ép các tập đoàn này bỏ cuộc. Cộng thêm sau khi chứng kiến các nước ASEAN trong nhiều năm khi các tranh chấp ở Biển Đông diễn ra, Hà Nội đã đi đến một kết luận đau đớn rằng khối này không thể đoàn kết được nếu có một cuộc chiến tranh toàn diện với Trung Quốc xảy ra. Thậm chí một số quốc gia thành viên ASEAN còn công khai đứng ở phía Bắc Kinh hoặc giữ thái độ trung lập. Do đó, Việt Nam chỉ có thể tin tưởng vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á trong việc làm ăn kinh tế. Cuối cùng, kênh này còn đưa ra một giả định khi một cuộc xung đột xảy ra thì có quốc gia nào giúp đỡ Việt Nam hay không. Họ nói, không giống như Philippines, có người Mỹ chống lưng và bảo kê nếu có bất kỳ cuộc xung đột nào xảy ra trên lãnh thổ của Philippines.
Việt Nam đang là một nước trung lập hoàn toàn, cả về quân sự lẫn quan hệ chính trị. Việt Nam có khả năng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ nhiều cường quốc trong thời điểm xảy ra chiến tranh với Trung Quốc và điểm nóng Biển Đông, nhưng họ cũng sẽ không can thiệp quân sự trực tiếp, đặc biệt nếu Bắc Kinh chọn giữa các cuộc đụng độ cục bộ để tránh phản ứng quốc tế. Nếu ngày định mệnh đó cuối cùng cũng đến, liệu Hoa Kỳ có phô diễn sức mạnh của mình bằng một nhóm tấn công tàu sân bay ở đâu đó gần bờ biển Trung Quốc hoặc gần hiện trường trận chiến hay không? Và dù có làm điều đó thì kết quả có tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào không? Có thể nhưng không ai có thể chắc chắn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một bài phân tích của truyền thông Philippines khi nói về cuộc đối đầu tay đôi giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Trường Sa. Người Philippines có thể rất tự hào và tin tưởng vào sự giúp đỡ, chống lưng của người Mỹ. Nhưng đối với Việt Nam, đất nước có truyền thống đánh giặc giữ nước suốt hàng nghìn năm cho thấy rằng muốn bảo vệ đất nước thì phải tự dựa vào sức của mình. Và chỉ có như vậy chúng ta mới xứng đáng được hưởng độc lập tự do. Và một điều chắc chắn nữa, Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Ở bên dưới video gốc có hàng trăm bình luận của khán giả Philippines và Trung Quốc, trong đó có một cuộc trò chuyện bên dưới cực kỳ toxic và nhất là người Trung Quốc thể hiện sự ngạo mạn của họ trong các bình luận. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng xem họ nói gì nhé. Một quốc gia chỉ tốt khi có người lãnh đạo tốt và chỉ vĩ đại khi có người dân vĩ đại và chỉ mạnh mẽ khi có ý chí đấu tranh của tất cả mọi người. Trung Quốc là một quốc gia rất yếu trong lịch sử. Trung Quốc luôn bị xâm lược và cai trị bởi các quốc gia ngoại bang và các dân tộc người thiểu số như Mông Cổ, Khiên Đan, tộc Hun, dân tộc Thukik, tộc Tiên Tri, Duy Ngô Nhĩ và cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Úc. Đó là lý do tại sao có 9 ngôn ngữ khác nhau phổ biến ở Trung Quốc và mỗi ngôn ngữ đều khó hiểu lẫn nhau. Quảng Đông, Hồng Kông, Đài Loan, Thượng Hải, Bắc Kinh đều dùng ngôn ngữ khác nhau nên không hiểu nhau nhiều. Tôi xin gửi lời chào đến các lãnh đạo Việt Nam, mong Philippines cũng sẽ xây thêm nhiều tiền đồn nữa. Điều tốt nhất phía Ấn Độ có thể làm ra hãy cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam và Philippines, cùng với các tàu khu trục và tàu khu trục và các hệ thống phòng không như SAM, AKAT và AKAT-NG, cũng như một chút trợ giúp về radar biển cũng là tốt nhất. Thật dễ hiểu tại sao Trung Quốc có quá ít bạn bè, nó có tranh chấp lãnh thổ với gần như tất cả các nước láng giềng. Và nếu Trung Quốc nghĩ rằng Nga sẽ ủng hộ điều đó thì họ đã nhầm to. Chỉ cần nhìn vào cách Nga đã giúp đỡ Ấn Độ khi quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đối đầu nhau cách đây không lâu. Việt Nam là bến yêu sách hung hăng nhất trên Biển Đông mà dường như không ai nhận ra. Nó chiếm số lượng lớn nhất các thực thể trên quần đảo Trường Sa và là quốc gia đầu tiên triển khai quân đội khai hoang, xây dựng công sự trên các thực thể của quần đảo Trường Sa, nhưng những gì nó đã làm đã không được báo chí quốc tế chú ý đơn giản vì nó không phải là một siêu cường. Việt Nam sở hữu nhiều đảo nhất trong quần đảo Trường Sa nên quần đảo Trường Sa thuộc về Việt Nam. Tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam ở Biển Đông không có gì đáng bàn vì nếu cần quân đội Trung Quốc có thể đẩy Việt Nam vào đường cùng chỉ trong một ngày. Trung Quốc tuy đông dân nhiều quân nhưng liệu có đủ sức đấu với Việt Nam hay sẽ tan rã? Trong chiến tranh Việt Trung năm 1979, hơn 600.000 quân Trung Quốc thậm chí không thể đánh bại một số quân ở biên giới Việt Nam. Bắt đầu từ thời Tần Thủy Hoàng năm 2020 trước Công Nguyên, Biển Đông là lãnh thổ Trung Quốc của Trung Quốc và các quốc gia khác vẫn là những hòn đảo bị cô lập trong chuyến hải trình vĩ đại của Trịnh Hòa. Tất cả những gì Trung Quốc cần làm là trừng phạt kinh tế Việt Nam. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong thời hiện đại, đó là quy mô nền kinh tế của bạn. Để hỗ trợ một cuộc chiến lâu dài mà không bị phá sản, không có lý do gì để duy trì một quân đội hải quân và không quân khổng lồ nếu bạn không đủ khả năng để tiếp tục trả tiền cho họ. Ngay cả Việt Nam cũng cách quần đảo Trường Sa chỉ có Philippines, Malaysia, Brunei có yêu sách chính đáng. Trung Quốc là cường quốc và họ muốn mọi thứ ủng hộ Việt Nam từ Đức. Philippines thua trong tranh chấp đảo Đá Tây vì 3 thập kỷ của chính phủ tham nhũng. Việt Nam không thể cạnh tranh với Trung Quốc, đừng lãng phí thời gian. Vì vậy, ý bạn là Việt Nam nên bỏ cuộc và về nước thật sự. Họ đã chiến đấu với Trung Quốc trước đây và nếu phải chiến đấu, họ sẽ chiến đấu với Trung Quốc một lần nữa. Chiến đấu trong rừng 20 năm trước. Đúng là Việt Nam có thể, nhưng Việt Nam phải thôi vinh quang xưa. Sức mạnh quân sự Trung Quốc ngày nay đã khác. Chiến tranh trên biển và trên không hoàn toàn khác. Với chiến tranh trên bộ, đây là những cuộc chiến công khai mà Việt Nam không có cơ hội nào cả.
Ngoài trừ việc họ không nhất thiết phải có khả năng chiến thắng trong một cuộc xung đột với Trung Quốc, tất cả những gì họ phải làm là làm cho Trung Quốc trả giá đắt. Việt Nam không phải là đối thủ duy nhất của Trung Quốc trên biển, và nếu một cuộc tấn công làm tê liệt hải quân của họ thì điều đó khó có thể xảy ra. Việt Nam không thể tiếp tế cho đảo tăng cường, hải quân và không quân Trung Quốc đã phát triển quá mạnh trong vài năm qua. Sự thất bại của tất cả các nước Đông Nam Á đã không có hành động thích hợp, và bây giờ Trung Quốc đã thành lập một căn cứ cho máy bay cố định và các cơ sở cho tàu. Nó sẽ cần Mỹ giúp đỡ, nhưng Mỹ sẽ không hành động như vậy. Cuối cùng Trung Quốc sẽ thắng. Cái được của việc sao chép là Trung Quốc tiết kiệm được rất nhiều chi phí nghiên cứu, nên bây giờ Nga từ chối bán cho họ vũ khí công nghệ mới nữa. Cuối cùng Trung Quốc sẽ đạt đến giai đoạn ngang hàng với công nghệ và Mỹ và Nga sử dụng, và sau đó họ phải phát triển vũ khí của riêng mình. Hiện tại Trung Quốc đã mở rộng quân sự trên biển đến mức với 3 tàu sân bay xung quanh họ, gần như có thể áp đảo một quốc gia như Việt Nam và bao vây những hòn đảo mà họ thậm chí không cần phải xâm chiếm. Việt Nam không ngang hàng với Trung Quốc trên biển và trên không là điều chắc chắn. Trên đất liền Việt Nam không thể xâm lược Trung Quốc, và Việt Nam khó xâm chiếm hơn chứ không phải là không thể xâm lược. Trung Quốc đã chứng tỏ họ là anh cả như Mỹ, họ sẽ củng cố hòn đảo của họ. Không ai có thể làm bất cứ điều gì, NATO hay tổ chức gì cũng chỉ để bắt nạt nước nhỏ thôi, chứ với Trung Quốc thì làm gì được. Điều tương tự cũng xảy ra khi Hoa Kỳ bắt đầu chiến tranh với Việt Nam. Hãy tiếp tục thể hiện cái mồm to của bạn với thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những gì mà các khán giả tham gia bình luận. Người Trung Quốc thì vẫn giữ cái giọng điệu hoanh hoang của họ như ngày xưa. Họ vẫn khoe họ có 3 tàu sân bay để phong tỏa mọi quốc gia khác nếu có xung đột xảy ra. Tuy nhiên thì họ không biết rằng cả đất nước Việt Nam chính là một hàng không mẫu hạm không thể chìm. Khoảng cách từ đất liền Việt Nam tới đảo gần nhất ở Trường Sa là 463 km và đảo xa nhất là 899 km. Hầu hết các đảo mà Trung Quốc đang chiếm giữ trái phép của Việt Nam đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Việt Nam phóng từ bờ đến đảo còn chìm, chưa nói gì đến 3 tàu sân bay. Nên là Trung Quốc bớt ngạo mạn đi. Còn bây giờ video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.